Văn Thanh, cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào lưới. Vừa theo một cú dứt điểm từ xa và như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai. Một cú dứt điểm rất đẹp mắt. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Bàn thắng đã được ghi ở ngay phút thứ tư của trận đấu. Rất ấn tượng. Đó là một cú dứt điểm không thể cản phá của Công Phượng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng này. Như vậy là Hoàng Anh Gia Lai đã có được cho mình bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Một bàn thắng từ rất sớm. Và đây, một cú giã chân của cầu thủ mang áo số 10. Bóng đi theo một quỹ đạo cực kỳ khó chịu. Và thủ môn Nguyên Mạnh đã không thể làm gì. 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Văn Thành. Văn Toàn. Công Phượng. Tuyệt vời! Sự khởi đầu tuyệt vời của Hoàng Anh Gia Lai. Một cú dứt điểm quá quyết đoán và đẹp mắt ở góc hẹp của Công Phượng. Phút thứ hai của trận đấu mà thôi. Bàn thắng thứ ba của Công Phượng. Nhìn vào khẩu hình của huấn luyện viên Ken Tisak, chúng ta có thể thấy ông đã nói một từ quá đẹp. Quả thật rất đẹp mắt và các cổ động viên của Anh Gia Lai đã sớm được ăn mừng trên sân vận động Pleiku. Một sự khởi đầu quá mỹ mãn dành cho Anh Gia Lai trên con đường hướng đến trận thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay. Đây là bàn thắng thứ ba của Công Phượng và chúng ta cùng xem lại bàn thắng quá đẹp mắt này, một bàn thắng mang đẳng cấp thế giới. Và dứt điểm ở góc hẹp, bóng đi vào góc cao. Và có thể nói Nguyễn Thanh Bình vừa bất ngờ và cũng không kịp phản xạ. Bóng đi rất cẳng. Người kiến tạo là Văn Toàn.